35. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Vừa rồi thầy Quả Địa đã khuyên chúng ta phải xem việc phá trừ ngũ ấm là rất quan trọng. Thầy nói rất đúng. Bát Nhã Tâm Kinh nói: khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành quán chiếu sâu vào năm uẩn, Ngài thấy năm uẩn đều là không, nên vượt qua được tất cả khổ nạn. Quán Tự Tại, quán sát, nghe thấy mọi hiện tượng trên thế gian một cách tự tại. Khi thực hành thiền tọa, từng bước tiến sâu vào thiền định, trí huệ được khai mở dần theo từng giai đoạn. Ngài nhận rõ năm uẩn đều là không. Khi một người thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức là không, thì anh ta không còn bị chướng ngại bởi chúng nữa. Vì năm uẩn không còn bao phủ che mờ anh ta nữa, nên trí huệ được khai mở. Lúc này không phải người ấy chứng được quả gì gì, hoặc được thoát khỏi tam giới đâu. Anh ta chỉ đạt được trí huệ. Nhờ trí huệ đó, anh ta thoát khỏi khổ nạn và có được niềm vui giải thoát. Nhưng anh ta chưa thực sự thoát khỏi khổ lụy và chưa chứng đạt niềm vui tịch diệt. Anh ta vẫn còn một lộ trình phải đi nữa. Anh ta còn phải thâm nhập kinh tạng để có được trí huệ như biển và không bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh. Còn bây giờ hành giả vẫn bị xoay chuyển bởi các cảnh giới trong ngũ uẩn. Không những anh ta chưa chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán, mà còn chưa chứng được quả vị đầu tiên. Một vị A-la-hán chứng được sơ quả có thể đi mà chân không chạm đất. Chân của vị A-la-hán ấy cách mặt đất nửa phân. Thế nên vị ấy không bao giờ để lại dấu vết bất kỳ nơi đâu Ngài đến. Đó là nhờ Ngài đã đoạn trừ sạch 88 phần kiến hoặc. Kiến hoặc là khi đối cảnh tâm khởi dậy tham ái. Khi hành giả chứng quả rồi thì nhãn quán hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất tri. Nghĩa là mắt thấy hình sắc lòng không động, tai nghe việc đời lòng vẫn dưng. Người mà thấy mọi việc đều là không thì lòng không còn chấp trước. Thế mới biết tại sao hành giả bị tẩu quả nhập ma. Thật ra thì chẳng có ma nào nhập vào và chẳng có lửa nào bén được. Tư hoặc có nghĩa là tâm mê mờ đạo lý, khởi niệm phân biệt. Các vị thánh khi chứng được quả vị thứ hai, thứ ba mới đoạn trừ được tư hoặc. Nếu có người đoạn trừ được tư hoặc trong khi tu tập phá trừ ngũ ấm, liệu còn có vọng tưởng tính toán suy lường nữa không? Liệu anh ta còn có các niệm phân biệt khi tham cứu đạo lý nữa hay không? Hoàn toàn không. Lúc ấy hành giả có thể tiếp nhận vài vấn đề và giải quyết dứt khoát ngay. Khi cần phải phân biệt tính toán về sự việc thì tất cả vọng tưởng đều đến từ thức. Thức của người ấy thường khởi phân biệt dù chỉ là chi tiết rất vi tế. Không những anh ta chưa chứng được quả mà còn chưa lên được cõi trời phi phi tưởng nữa. Sao vậy? Vì anh ta chưa thấy suốt được thân thể mình và chưa buông xả được thân ấy. Anh ta vẫn còn đi quanh quẩn trong vòng luân hồi, dùng hết năng lực để công phu trong cái túi da tồi tệ ấy. Quý vị có nghĩ rằng hành giả phá được ngũ ấm rồi thì sẽ chứng được quả vị gì chăng? Phá được ngũ ấm là đoạn đường phải đi qua, và hành giả đang đi trên lộ trình ấy. Tất cả quý vị nên nhận thức rõ ràng việc này. Đừng có như Vô Gian Tỷ Khưu nhận lầm quả vị thứ tư của hàng A-la-hán là cõi trời tứ thiền. Một hành giả khi đã phá vỡ được ngũ ấm rồi thì chỉ đang ở mức độ sơ thiền hoặc nhị thiền. Anh ta vẫn chỉ đang ở mức khởi đầu của việc tu hành. Anh ta chỉ vừa mới khởi hành mà thôi. Quý vị không nên nhận lầm học sinh lớp 1 với sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng. Những thần đồng có những tiến bộ rất nhanh trong tu tập không phải là nhiều. Thực vậy, trường hợp ấy rất hiếm. Quý vị phải hiểu rất minh bạch về giáo pháp. Tôi không muốn nói về vấn đề này sớm vì muốn xem trí tuệ của quý vị phát triển đến đâu. Nếu một người không đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc, làm sao họ chứng quả được? Điều ấy không thể nào có. 36. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Hành giả chưa chứng được quả vị gì cả, các cảnh giới hiện ra đó chỉ là vọng tưởng. Dù anh ta đã vượt qua được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm rồi, anh ta vẫn chưa chứng được đạo. Chỉ mới đặt bước chân đầu tiên trên lộ trình công phu tu đạo,
tất cả chỉ là như vậy. Đến đây, hành giả chỉ có thể chứng được bất thối chuyển. Làm sao mà ma có thể gá vào anh ta được? Ngay một người, dù chỉ mới chứng được sơ quả, thì ma cũng không thể gá vào người ấy rồi. 37. Hòa Thượng giảng vào tháng 3 năm 1983. Bát Nhã Tâm Kinh nói: Khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành quán chiếu sâu vào năm uẩn, Ngài thấy năm uẩn đều là không, nên vượt qua được tất cả khổ nạn. Một khi người vượt qua được năm uẩn, thì người ấy chỉ nhận ra được tánh không của vạn pháp. Anh ta chắc chắn là chưa chấm dứt được sanh tử và chứng được quả vị gì cả. Anh ta vẫn còn trên lộ trình công phu, chưa đến được bờ bên kia, đáo bỉ ngạn. Thế nên không thể nói hành giả đã chấm dứt được hẳn sự sanh diệt. Anh ta chỉ mới nhận rõ được tánh không. Đó mới chỉ là một phần nhỏ. Đến đây, hành giả không còn cảm thấy khổ hay vui nữa. Nếu hành giả dừng trụ hẳn ở đây, thì sẽ bị rơi vào tà kiến ngoại đạo. Nếu hành giả tiếp tục tinh tấn công phu, việc khai ngộ sẽ đến và cũng có thể bị chứng đạo. Nhưng hành giả phải hết sức tinh tấn mới được như vậy. Cho nên trong công phu, bất luận quý vị đạt đến trình độ nào đi nữa, nếu mình tự hài lòng với chút ít và thấy mình đủ rồi, thì quý vị tự hại mình và sẽ bị rơi ngay giữa đường. Khi quý vị hiểu rõ điều này, quý vị sẽ nỗ lực tinh tấn hơn nữa trong công phu tu tập của mình. Ha ha ha,